Nguyễn lại chào anh em tiếp tục nha. Hôm nay thì vẫn là Dương Mô Tô quen thuộc thôi, cũng thế à. Cũng vẫn là 52 Lê Hồng Phong, khu phố Long Thành, phường Tân Hiệp với An Bình Dương, vẫn như cũ. Nhưng mà xe thì hôm nay có nhiều vòng, để mới vừa vô trong mình thấy nó cũng hấp dẫn là lạ đó. Mà nay là giờ sẽ quay vòng Sport Bay, vòng mà anh em hay thích bị núi đè đó ha. Chợ gái ở sao á, nên là giờ mời anh em vào trong ha. Vô vẫn quen thuộc là gặp anh Huy, nhờ anh tư vấn những dòng xe tại cửa hàng cho anh em mình ha. Thì hôm trước thì mình có quay những dòng Net 3 như bên đây nè, thì cũng đăng cho anh em xem rồi đó. Thì cô hứa là hôm nay quay những dòng xe bọt thì lại tiếp tục thôi. Rồi chào anh Huy nữa rồi. Ok, chào anh em nha. Yeah. Thì nay sẽ quay xe bọt cho anh em xem để tham khảo. Anh em nào thích thì alo trực tiếp vào số điện thoại ha. Nay mình sẽ quay từ nhỏ đi. Nhỏ lên trên đúng không? Rồi đi từ level thấp nha. Từ nhỏ lên đi. Đi, em theo anh. Đi từ level thấp lên nha. Trả góp thì vẫn chứng minh hộ khẩu và chứng minh bằng lái. Đúng rồi. Đưa trước khoảng 30%. Anh em cứ alo trực tiếp góp thì cứ okay, alo cho anh tư vấn nha. Cuối đây quá trời luôn nè. Con này con CBR đó hả trời? Nó đó. Trời trời. Cái con CBR anh em mà nhìn từ ở trên xuống nghĩ sao con CBR luôn. Nó ngầu quá. Xem Tabuki quá ngầu luôn. Trời ơi, dưới đây nữa anh em, GX nha. Rồi, đầu tiên GX. Con này là con bản số 43 Đà Nẵng 23228 nha. À con này con 400 cây đây nè. Còn GX bán gần hết rồi. Dạ. Xong hết rồi, còn có vài cái thôi. Còn 400 cây. Trước nhiều lắm, giờ còn có 3 cái à. Dạ. Kết cái chống đổ này quá trời, cứ nhắc là đảo quá. Ừ, lần nào vô thấy cũng kêu kết cái chống đổ. Không kết xe mà kết mỗi chống đổ à. 417 cây. 417 cây. 28. Rồi, cho em xin giá đi. Con này là 51.500.000. Như mới rồi, đừng hỏi em xe chi tiết sao nữa nha. Có 400 cây à. Ok. Bên kia. Con bên này là bản ABS nha. ABS. Giá con này là đời 2019. 2019. Euro là 7.000 cây. Có này. ABS. Con này đang bán 56.500.000. 56.500.000 anh em. Ha, 565. Bản số là 74G1143 23. Mấy cái con GX mà 4 mấy triệu bán hết sạch. Toàn giờ lại còn toàn hàng năm ở nhà không. Hàng năm không? Đúng rồi, toàn năm mà anh dụ 47, 48, 49 bán anh bán hết rồi. Dạ. Bây giờ toàn xe cực đẹp luôn á. Camera em qua quay lưu cái con GX màu vàng đây. Đúng rồi. Màu ít khi thấy ai chạy qua đường nhìn nhỏ rõ, nó nổi rõ luôn á. Vàng mẫu. Rõ nổi luôn á. Là biển số là Cà Mau. 21687. Con này 2021. Dạ, 58.500.000, đi có 1.500 cây à. Con này chắc chắn là bản Việt Nam rồi đúng không anh? Đúng rồi, Việt Nam. Việt Nam thì mới có cái tem này thôi. Ok đúng nha. Rồi. Bao nhiêu chứ anh? 58.500.000. 58.500.000. Đúng rồi. Ok. Anh em lưu ý là khỏi cần thắc mắc về cái vấn đề máy móc nhá. Để nhắc lại một lần nữa cho anh em là ở đây chỉ bán xe zin. Chỉ bán xe zin thôi. Đúng rồi. Ok. Bao anh em luôn. Rồi, còn biển thành phố thì cứ bao công chứng, còn biển tỉnh thì cứ bao hồ sơ. Ví đúng dụ rồi. Như con này là bao hồ sơ nè, tại vì nó là biển của tỉnh Cà Mau. Còn góp thì đưa trước 21 triệu. 21 triệu cơ con này. Cụ thể tư cho vấn em. Nhiệt tình luôn. Bảo hành 3 tháng đến 6 tháng. Đúng rồi, tùy xe này là 6 tháng. Nói anh em thôi chứ con này anh em về mà cứ nó thật luôn, anh em chỉ cần chạy đúng cách, mát thì biết nó tối ngày cứ cho anh em 3 năm cũng hư. Khó đúng lắm. Đúng cách nha. Khó anh, mà công nhận cục máy này khó hư thiệt anh Huy. Anh bán xe bao nhiêu năm rồi mà bảo hành đấy chứ đâu có ai quay lại đâu. Chứ bán xe điên không mà. Mất xe luôn à. Yeah. Bán xong là mất luôn xe. Rồi, cái bên là con CBR nha. CBR 150, con này là 28. 93C1 32736. Rồi. Anh có chống đổ. Con này là 13.000 cây. 13.000. Giá là 58.500.000. 58.500.000 cho anh em nha. Máy Honda thì em thì thầm mùa xuân rồi. Nói chung là không có bàn cãi về mấy cái máy Honda rồi. Honda thì nó là chúa im rồi. Nó mà kêu rồi không có thằng nào im hơn được hết á. Im ru luôn. Ok. Còn bên đây đời nào mà cái tem này em thấy mới quá, đẹp quá à. Con này đời mới nhất 2020 nhưng mà 2020 anh bán mất tiêu rồi. Bộ bán rồi hả? Màu đẹp quá mà chắc ai cũng lẹ tay dữ ha. Chắc cũng xăng canh lắm nè. Cọc tiền trước về xoay tiền sau. Sợ mất xe đến nỗi vậy đó. Tại vì màu quá đẹp. 5 triệu mà. Rồi. Dạ. Con này là form mới. Con này là mới nhất. Chỉ thua mỗi cái con 2021 thôi. 2021 mới đúng ra rồi, nó là 2020. Còn 2021 thì không nói rồi. Thì nó mới ra. Dạ.
Ok, rồi còn kế bên anh, con mà nãy ngầu không tin được là CBR đấy, ví dụ luôn như anh em nào thích CBR 250 nhưng mà tài chính chỉ có 5x thì mua này cũng được. Ngầu hết anh em ơi. Nó ốp cái đầu đèn rồi, giống 250 á. Ngầu. Rồi, có đi dây dầu kiểu nè đó, rồi sơn mâm đỏ candy nè. Rồi đặc biệt bộ tem nhìn gấu quá. Bộ tem nhìn gấu này được gọi là tem tem Tabuki. Trời ơi, chơi sơn sườn đỏ candy luôn hả? Không, dán thôi. Dán à, dán đi trời. Dán đỉnh cao á. Tự động thì chứ. Trời ơi, em sờ tay vào bên trong cái sườn em sẽ đúng rồi, đúng rồi đi. Ghê thiệt. Sườn mà dán độc hay thiệt luôn. Chỉ có mỗi cái mâm là sơn thôi. Còn là sườn là bọc. Bản số 60F3 01221. Trời ơi, dùm chân tại chỗ hả? 1221. Hôm nay thì rẻ thôi, giá có 57,5 triệu. 57,5 triệu. Em thì thầm đây, anh em nghe máy nè, không có nói quá nha. Chứ máy Honda nó im thiệt. Máy Honda thì không chê được đâu. Nó thật rồi. Khó chê lắm. Cái nút đó nó bị tụt, nó là bật cái đèn này nè. Dạ. Anh cho nó bật luôn. Ồ. Ok. Rồi. 57 triệu 500 ngàn. 57 triệu 500. Ừ. Rồi ok anh, lên trên. Còn rồi, 15,3. Một cặp giờ 15,3 mới về, rất dễ lựa cho anh em luôn nha. Biết sao là dễ lựa không? Sao ta? Nó phân ra làm một trường phái độ và một trường phái riêng, đúng không? Đúng rồi đấy. Đây, trường phái riêng nè. Thấy cũng có riêng lắm đâu, cũng có dán nè. Chỉ có dán lại chút thôi nhưng không có đồ chơi. Con bên kia thì hầu mà con này mới quá anh, chắc trẻ ít lắm hả? Con này đi là 4.000 km. 4.000 cây, hàng gì mà chi tiết xe đẹp quá. Nhìn cái nước xe đi vài ngàn, ốc tán cái thứ nó đẹp lắm. Con này đang rút hồ sơ hả anh? Đúng rồi đó. Ây trời, biển số đảo quá à. Ừ. Hít đúng không? Đúng rồi. Đấy, nhìn không? Không có đồ chơi gì hết, có mỗi cặp xi nhan trước sau là rồi hết. Ok. Giá là 59 triệu 500 ngàn. 59 triệu 500 ngàn. Xe zin. Chỉ có dán một vài cái trắng trắng cho nó ngầu thôi, chứ không có gì hết ha. Chỉ có xi nhan thôi. Rồi, bên đây đổ tùm lum ta. Đồ không thiếu một cái gì hết. Thiếu mỗi cái chống đổ thôi, còn là full hết rồi. Xe mô tô mà cái gì cũng đổ hết, thiếu mỗi chống đổ. Chắc em nghĩ là chủ này sợ bị khoan vàng áo hay gì ta. Khoan á, con này là... chắc là sợ khoan vàng áo, sợ mất đi. Rồi, có vô nguyên cái bộ số kiểu nè anh em. Rồi cái bô nè ha. Rồi cái bản số đút gầm. Không, cái này bản số này không phải đút gầm à. Xi nhan trước sau. Rồi, xi nhan trước sau. Gương thì được cho sang bên này luôn rồi. Gương gù. Gương bịt tại hai cái chân gương này. Rồi chống gãy tay thắng, tay côn. Ok anh. Ốp đầu đèn luôn này. Wow. Nguyên cái ốp đầu đèn khác luôn này. Cái này thích vậy? Đầu để kẹp điện thoại anh em. Đúng rồi. Ngày xe này thì đi có 3.000 cây thôi, cũng như mới. 3.000 cây. Con này độ một phát từ đầu đến cuối nhưng mà độ đẹp chứ không phải độ xấu. Quá đẹp chứ. Nó máy cho anh em nghe. Ủa, chìa khóa đâu? Khóa chắc để ngoài kia rồi. Nhưng mà con 3.000 cây, con 4.000 cây. Ok anh, có đi cái kiến này dán đẹp quá ha. Này dán quá mà. Bên này nhìn qua thấy không? Ừ thấy mà nó chỉ thấy chứ. Có đầu này không thấy thôi. Ủa, cái này đâu phải dán ta. Cái kiến nó vậy luôn rồi. Cũng dán chứ mà dán. Không phải à? Không phải dán đâu. Rồi ok. Mình giá là dán không? Em mà full đồ chơi này là 60 triệu 500. 60 triệu 500. Rồi ok. Hai dễ ha. Anh đó, em thích cái nào? Giá là thật ra là nó bằng nhau đó. Nhưng chẳng qua là do con này 29, con này 220 thì anh sẽ bán hơn 1 triệu. Đời cao. Còn hơn. Đồ chơi là nói chung là xe riêng xe đồ là bằng nhau. Rồi, không tính. Ok anh. Đó. Có vô bô ha. Mô tô thì có cái bô nó ngầu rồi. Rồi bên đây. BR250RR. Đúng rồi. Rồi, C10. Con này là đi được 22.000 cây rồi. BR20 2R. Bô nghe cũng phê phết đấy. Công nghệ. Trong công nghệ trong khúc 3-400 về. Trong khúc này bật ra điện ok. Bao có chạy. Rồi, giá con này nhiêu anh? 117 triệu. 117 triệu. Rồi, ok anh, 117. Em bên cạnh em Ninja 3. Dán ha, dán 8 xi măng. Đúng rồi. Con này là bô rin mà móc nha. Rồi, cho em xin giá con này luôn đi. 89 triệu 500. 89 triệu 5, 59A3 08557. 89 triệu 5. Giờ lên trên, trời lên ra có. Có con độc lạ quá. Con này đâu? Nè. Con này nhìn vô ta nói fan. Cái này là kiểu là yêu R15 nhưng mà fan chân chính của Suzuki nè.
Cái này đúng rồi, con này là bô nổ này, có thể nổ được cho anh em nghe cái con bô nổ nó khác. Anh em nghĩ sao? R15 của Yamaha mà chơi nguyên con là dáng của Suzuki hết. Cái này là fan chân chính Suzuki nhưng mà tại vì lỡ yêu R15B3 quá nè. Mới là làm kiểu này nè. Cũng có thể bố mẹ bắt mua xe Suzuki. Cho tiền nhưng mà phải mua xe Suzuki, đơn giản vậy. Con này thì cũng như kia, full đồ chơi. Full đồ chơi luôn, con này đẹp không thiệt. Thiếu cái gì cả. Dáng đẹp. Tay côn tay thắng rồi bắt điện thoại. 47U1 15621. Bồ rồi biết rồi, nói chung là đủ hết. Trời cái này quá trời quá đất luôn nè. Đồ để chân nè. Rồi. Ốc titan này như cũng có mấy con thang ngoe độ ốc titan rồi. Đầu giá bèo nghèo luôn, 58,5 triệu. 58,5 triệu, cho em nghe máy chứ các bạn nghe máy quá. 58,5 triệu. Đây, là 15 bô nổ đây cho anh em nghe. AK bô vít ha. Cái bô này chịu la lắm anh em, đã lắm. 23.890 cây. Có hai quả bi cầu ở dưới này, có hai bi cầu nhỏ ha. Đúng rồi đó. Ồ, hai cái đèn nó đang cũng đang hot lắm á. Rồi sáng dữ hả? Sáng lắm. Hai cái đèn nó đang nổi lắm á nha anh em. Sáng dữ. Nhiều đồ chơi không? Anh em nào mua được mấy con này ngon nè. Con này như có số 7 đúng không? Số 7 luôn anh. Ờ, full luôn rồi. Y chang con dưới luôn mà rẻ hơn nhiều. Có số 7 này mới tiếu nè. Cái đó thì mình mua gốc nước. Rồi, quấn vô cũng được. Rồi, 58,5 triệu. 58,5 triệu nha. Rồi ok anh. Rồi bên đây. Đây thì là mấy cái con xe zin rồi thì cũng không có biết đề tài kiểu gì. Zin đâu ta vô chống đổ ngầu cũng chết. Chống đổ ngầu chống đổ cho vui à. Rồi, biển số 36 Thanh Hóa anh em, 62884. Cái này xe zin nên là anh đang bán là 60,5 triệu. À, 60,5 triệu anh em nhé. Màu đen nhám nha. Rồi, bên đây cũng đen nhám luôn, biển Đồng Tháp. 62366. 60,5 triệu luôn. 60,5 triệu luôn. Rồi ok, 60,5 triệu luôn nha. Đó, anh em thích chơi nào thì cứ mua đó thôi. Còn bên đây anh màu xanh GB nè, biển 63 Tiền Giang nè. 58,5 triệu. 58,5 triệu. Con này là hầu như cũng thấy riêng không à, chỉ có cái cặp chống đổ với cái kính thôi à. Kính chắn gió thôi, có nhiêu đó thôi đó. Rồi, CBR Honda. À, cái dòng 150 nè, còn hai con rút ở góc này. 59 là 2, 54775. Rồi, có đời nào anh? 28. 28, giá mình để nhiêu? 58,5 triệu. 58,5 triệu luôn, 28. Có một con này cũng 28 nhưng mà nó bản dẹp son nên là nó mắc hơn xíu. Nhiêu anh? Thôi cũng không mắc nhiều đâu, 60,5 triệu. 60,5 triệu, biển 63 Tiền Giang, 90715 nha. Đúng rồi. Bản dẹp son thì nhìn nó ngầu hơn, nó đẹp hơn anh em ơi. Rồi, lên trên, coi còn con nào nữa không nha. Con xe này chắc không cần giới thiệu nhiều đâu nhỉ. 195 triệu nha anh em. 195 triệu. Xe của anh Dương luôn. Rồi ok anh. Có clip riêng luôn. Anh em cứ tìm ZX10R Dương Moto là ra. Clip riêng luôn. Cái này sơn nữa anh. Sơn lại hả? Rồi đó em nhớ màu vàng tới mười mấy năm rồi thì chắc cũng phải sơn lại vài lần rồi. Sơn lại vài lần. Chứ giờ bình thường vài năm nữa, 3 mấy 5 năm là bình thường là một là sơn lại, hai là thay đèn áo, đúng chưa? Rồi. Mà nó tới 2009 bây giờ là tới mười mấy năm rồi. Ok cái anh. Chuyện đó là chuyện bình thường thôi. Xe đời mới thì nó mới kiên kỵ mấy cái vấn đề đó, chứ còn xe đời cũ thì... Ủa em thắc mắc nha, cái đèn này có sáng được không vậy? Được, nhà anh giải đáp thắc mắc cho em luôn. Nó tối thui à, giống hang mắt bị mù. Trời ơi, cái kiến nhìn nhộn anh em, xi nhan của nó nè. Có thấy gì đâu. Nó thôi à. Cái này bị dán lại rồi anh Quy à. Này anh Dương anh dán lại rồi. Anh ấy không thích đi ban đêm, chỉ đi ban ngày. Ban ngày nói thôi. Nhưng mà xe của mình thì mình muốn làm sao mình làm thôi. Okay. Nhưng mà dán mà chắc là dán để cho nó đẹp dán này, hay nó làm cái gì đó thì nó là mỗi người một kiểu dọn xe. Ngày mình chịu thôi. 195 triệu nha. Rồi ok, 195 triệu anh em nhá. ZX10R 209. Rồi ok, mình còn nào bóc bay nữa không? Bên kia kìa, còn mỗi con R3 buồn lắm. Con đẹp R3 này, xe đẹp này mà chưa thấy ông nào rước mâm vàng, chờ mỗi khách nữa thôi. 59. Xe này thật không chê được cái gì hết á. Màu 53, 51. Đời nào anh?
26. 26 G3 ha. Zin hết từ đầu đến cuối. Hai mỗi xi nhan rồi. Rồi ok. Bô zin đuôi zin tất cả zin hết. $89.500 nha anh em. 89.500 R3. Ừ. Còn con CBR kìa anh. Ừ, quay luôn đi. CBR Thái 145 triệu. Nhiều chưa? Ừ. 45. Có vài xe nó hơi dơ xíu. Dạ. Nhưng mà 45 đúng không? 45 triệu đúng không? Đúng rồi. 45 triệu em. Khi mà anh em mua là giao xe là phải rửa cho anh em một phát siêu sạch. Rồi. Ok. Hay nhớt, tặng mũ, nói chung là đầy đủ hết. Kết xe này là bình xăng nó là bằng sắt thiệt nha, không có ốp gì hết. Rồi. 45 okay. triệu nhé. 45 triệu. Ừ. Anh em đam mê thì liên hệ cửa hàng nhé. Rồi, lên đây. Rồi, còn mấy con bò rừng nữa thôi. Đây, mấy con bò nữa. Anh em nào mà hợp màu đỏ là đúng bài luôn nha. Quá trời anh em. Con này con gì đây anh? CBR 602R. Rồi, CBR 600, 2 chữ R, màu đỏ. Ừ, mấy con này nổ máy tí cho nó sôi động nhỉ. Xe đẹp lắm. Mấy con này cái máy là bao phê rồi. Đèn chán một bên, nhìn nó liên tưởng tới cá mập quá. Đèn chán bên đèn đảo quá anh em ơi. Đời 24 nha. Dạ, 24. Thôi đi được nhiều. 28 ngàn. Rồi. Cái mô của nó nằm ở ngay giữa cái đít xe rồi nên là hơi khó. Dạ. Thấy. Ok anh, rồi giá là bao nhiêu anh? 255 triệu. 255 triệu. 255. Rồi còn bên đây là 650R. Đúng rồi. 4 máy bù, nhưng mà nó lại bô zin không móc nên là dạ, nghe nó cũng hơi hiền một chút. Anh em nào thích thì về có thể móc ra nhé. 2020 Euro được 5000 cây. Biển số 62 Long An. À, giá ở đây luôn rồi anh em ơi, 225 triệu nè. Đó, giờ chỉ bị anh em nghe máy thôi. Chứ mô tô 2020 không có gì để nói rồi. Chuyên anh Vin luôn hả anh? Không. Tử Vin mà đẹp dữ rồi ta. Chuyên anh nhìn ngầu. Chuyên anh Vin mặc định là to, khô, dài. Tưởng Vin mà nó nhỏ mini đẹp thiệt chứ. Nói chung là con Honda dạ, thì nó êm lắm. Bô zin thì nó chiều được nhiều người hơn. Ví dụ dạ, nào thích thì có thể về móc. Ok anh. Rồi giá nhiêu anh? 225 triệu anh ạ. 225 triệu. Ừ. Rồi ok. Đây còn phụ nguyên zin hết à. Ở bên đây một cặp 650F. CBR 650F. 650F. Này cũng 4 máy luôn anh ha? 2 máy. Thì nó dùng chung máy với 650R à, luôn đó. Nó khác mỗi kiểu dáng. 4 máy luôn. Ừ. Khác kiểu dáng tí. 650F. Đây hãy có một con bố móc nữa nha. Để nhìn coi. Con nào móc ta? Đây. Con này móc không? Bằng giá không hay là khác? Không. Con bên này là 182 triệu. Con rin nè. Con bô móc này là 189 triệu. 189. Ừ, như hai con vẫn đủ hai chìa đầy đủ nhá. Chìa này chìa hít rồi anh em ạ. Đúng rồi, chìa hít. Đây chìa hít nè. Hai chìa. Chìa hít ha. Máy. Rồi ok anh. Xong rồi đó. 189. Rồi xong rồi, chắc anh em mình cũng chuẩn bị kết thúc video rồi. Anh em nào mà vẫn còn cái thắc mắc gì thì cứ alo trực tiếp trên số điện thoại để trên góc trái màn hình nhá. Dạ. Mình đọc lại cho anh em là 0969 821 886, địa chỉ gà 52 Lê Hồng Phong, Tân Đông Nghiệp, Gia Bình Dương nha anh em. Dạ ok anh. Rồi còn mua xe mà trả góp thì cứ chứng minh hộ khẩu, chứng minh bằng lái. Còn như mà biển số tỉnh thì bao rút hồ sơ, biển số thành phố thì bao công chứng, bảo hành từ 3 tháng đến 6 tháng. Mua xe thì cứ tặng một lần thanh nhớt đầu với một cái nón bảo hiểm anh em nha. Địa chỉ thì 52 Lê Hồng Phong, Tân Đông Hiệp, Giang Bình Dương. Số điện thoại trên màn hình cũng như anh Quyên mới vừa đọc cho anh em rồi. Còn gì nữa không? Có thiếu gì không ta?
Thôi cứ nếu mà thiếu thì anh em alo trực tiếp cho mình nhé, mình nhé, tư vấn lại cho anh em. Rồi ok, ok anh. Giờ chắc hai anh em xin chào lại các bạn video sau nha.